Hello mọi người, hello cả nhà nha. Hôm nay 27 tháng 9 tại Đại Nam mọi người. Trời ơi, đông quá trời đông luôn mọi người ơi. Đậu xe ra tới đây luôn, xuất sắc. Hello, chào mọi người, lại là em đây. Trong một khoảng thời gian siêu dài, hôm nay em mới trở lại đây mọi người ơi. Hôm nay, trời ơi, rất là đông nha mọi người. Lễ 27 tháng 9 đông chấn động luôn. Đông lắm nha mọi người ơi, trời ơi xuất sắc luôn. Dịp lễ là phải nói là Đại Nam rất là nhiều nhiều khách du lịch tới thăm. Bữa đến nay thượng Phật chưa xong luôn kìa, sắp xong rồi. Ôi làm từ trước 30 tháng 4 tới giờ luôn. Đó đông luôn nha mọi người. Nay trời nay trời quay lẽ.